đây đúng không? Ok chưa? Rồi. Em mà em riêng đi. Anh đọc không mọi người? Ổn. Mít như lời vậy kêu ổn. Chiến nào? Mỗi lần mình nghe Quyền nói chuyện Van Vít trong cái mic check FBC mình buồn cười lắm. Tức là các bạn nghe cái vừa rồi Quyền nói không? Mình nói cảm giác là không hề có sự chuẩn bị gì đến từ Quyền cũng như là FBC, xong tới chuẩn bị tới lúc chuẩn bị đánh ấy, Quyền bắt đầu gãi đầu, đi ra gãi đầu. Ủa sao nay Xuân Hào đánh gì ta? Chắc Olaf. Cái này là hít nhiều quá bị ảnh hưởng. Cảm ơn Nhật nha. Cái này là hít nhiều quá bị ảnh hưởng đó mọi người. Mọi người hạn chế nha. Nói chung là cái gì nó vừa phải là Quyền nha Quyền. Hít ít đó nha Quyền, bú ít thôi. Một người một trận đánh của SBDC thì Quyền nên Quyền với ba rọi với lại Tú Cao rồi anh em là chia nhau là khoảng chừng bình rưỡi tới hai bình là được rồi nha. Giờ này mà còn Ray nữa. Ừ nó chơi Olaf mà chơi Nidalee. Có Olaf thắng Nidalee mà đúng không? Chơi một cũng sao đi. Còn không thì nó xem mình hơn. Ghê. Xin lỗi Quyền nha. Đó, mặc dù là nghe giọng rất là không chắc chắn và có một cái sự gì đó là nó mông lung, nhưng mà Quyền đã có một pha mà out bên mid Achi cái nhẹ. Nhưng mà dự đoán Olaf trong thẻ số 2. Vô cao. Thật sự anh em, đừng có sai lầm. Nhớ nha Bu Lê ơi, cảm ơn em. Nó cũng sổ đấy, nó cũng không. Nó một xíu rồi ra được, không đâm. Đâm rồi. 10 phút rưỡi là nó đấy 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 cái này đã cái này đã đây sao giữ đi thằng đĩa thì quy hụt, thằng celeb thì bị bắt kéo đầu. Chơi heo được á, chơi heo được á. Nó rờ à? Chơi. Anh vẫn còn rờ nha, vẫn còn rờ chơi. 90 giây vẫn còn rờ lại nha. Dash vẫn được á, nó thiếu người. Ê sao trận này, trận này nó full mà sao nó nói nhiều vậy? Lạ. Mở luôn á, đây đây. Khoảng sợ được nha. Ý là nó đang thua mà nó nói nhiều á. Đây còn rờ còn đồng hồ á, đây còn rờ còn đồng hồ á. Nhất đã đề nè. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Từ nha. Đây là cái sự khác biệt nè, đây là cái sự khác biệt khi các đội thua nào mà có cơ hội lật hay không, là cái sự khác biệt ở chỗ này nè. Là nó có nói chuyện với nhau hay không. Tức là khi mà thua mà vẫn còn giao tiếp được, vẫn còn nói chuyện với nhau được thì cửa lật vẫn có nha. Còn nếu như thua xong mạnh nào đấy đánh mặt hầm hầm đánh cho xong trận á là không bao giờ có chuyện lật đâu. Rất khó. Mày đang ra chơi cả sổ nha. Nó luôn, có 6 hộp lát, có 6 hộp lát. Em luôn á, dịp luôn á, không kính này, không kính này, có lát sau nha. À, cần phải đất nhà nhé em. Bỏ, bỏ đây em ơi. Nó thấy trời lây rồi đấy. Nó sẽ thẳng ngoài nhà á. Bỏ lên trên, trời lây ơi. Chưa. Nó sẽ bê nhà đấy em. Ok. Luôn rồi, đất đây. Tép đây rồi, tép đây rồi. Mà để rồi, chuẩn bị nè. Mà vô rồi, đây rồi. Đây không rõ, đây không rõ, đây không rõ. Để ra đây rút nhà. Ba do đê là để ba do đê đó. Ai à, rút chết trời đem ơi. Ở đây không rờ, đây không rờ. Nói bài à. Trời ơi. Hỏng rồi. Hơi hẻo. Bây giờ tính em 2 đi game 1 bỏ. Quyết nhanh em. Quyết nhanh á. Máu đơn không thích nè. Trời đó. Để hơn 3 đi, để hơn 3
đánh bên mày nó không có gì đánh người ra thấy không ở đây nó không ngờ đâu. Có Azir cũng đĩa cho đang đĩa đánh Azir chất lượng á. Mấy đĩa nha. Tí bi á. Tí bi sau nha. Té. Con người đó gắt tí bi á, giết ở đây á. Giết Seraphim luôn, giết Seraphim luôn. Rồi này. Rồi. Phải giết đĩa nha, giết đĩa nha. Sao tí bi á, sao tí bi Seraphim hết máu rồi. Té đá nha. Hơi ảo rồi đẹp ơi. Ở đây không rồi nha, không rồi nha. Con Seraphine vẫn mạnh quá ha. Nó ăn nè. Không rồi, không tay tẻ, không bao. Ok nha. Nó trước mặt nè, nó trước mặt nè. Có chừng Seraphine thôi. Tóc không lát. Nó có đầy bắn. Nó đáy mày mà, Chọn á. Ta đáy luôn à, mực rồi, đáy luôn à. Đây mình hỏi nó. Quăng này mà. Đẩy về góc đẹp nè. Không để nó quýnh ghê. Giết hết luôn á. Ở đây giết em rồi. Cái này bắt. Dầm qua. Đồng 3 đấy. Ê đi ơi. Ê. Để nó đánh mà nó mắc rồn lọc lũi. Tao đúng rồi kịp nha anh em. Mấy AD luôn. AD rồi. 1KR xong rồi đứng cổ vũ luôn. Tao lát nó mở đây nó tôn điện nha. Mày chạy được á. Tao lát để lùi gái để cái bít này. Cảm ơn nhau. Cái bít vô nha. Kè lát đó đây rồi. Thùi cái fan này vô quá đẹp luôn. Tao đây nha, tao đây nhắc vô đây nha. Tao không lát. Đi theo. Bên này. Giờ mình chạy được. Mất eo rồi. Cái này để nói chuyên môn xíu. Cái gì ta, mình không biết là mình nói cái này có hơi thừa không, mà mình cảm giác NPC đang có một số con tướng gọi là mấu chốt á, mà các đội có thể tập trung vô để hạn chế bớt ở trong giai đoạn playoff á. Dấu tên 428 đã uy scan 10.000 đồng Telu bet kèo cao chót sau 10 mét đờ. Không, mình sẽ không chơi mấy kèo mà nhận tiền để rồi cạo đầu hay làm gì. Ví dụ mình có cái mình tin tưởng cái gì á, mình có thể cá với các bạn đó, chứ mà tự nhiên nhận 10 triệu để cạo đầu mình cũng không thích. Cái phần nhan sắc này của mình muốn chủ động hơn, chứ mình không có buôn bán nhan sắc được. Cảm ơn lời đề nghị của bạn nha, mà mạng phép không nhận 10 triệu không cạo đầu. 15 triệu suy nghĩ. Rồi bắt đầu quay lại vấn đề là kiểu như có một số con tướng bên phía của SBC mình nghĩ là đang có khả năng sẽ bị tập trung vô khá là nhiều trong đoạn cấm và chọn. Ví dụ như con Asia, con Địa, con Asia, con Syndra, con Seth của con Slay nè. Thằng Yijin thì không có con gì. Thằng Yijin chắc là con người của nó. Nó phải lấy lại được phong độ cũ thì bây giờ nó mới có được sự đeo giả cao hơn. Còn thằng Lộc thì chắc là có con Camille hả? Chắc là con cơm miêu hơi khó chịu đó. Tức là mình đang cảm giác là bộ tướng của FBTC nó đang ở trong một cái vùng hơi hẹp như vậy. Tất nhiên đội nào nếu mà nói một cách công bằng ra thì đội nào cũng sẽ có một cái vùng tướng như vậy. Tức là ví dụ như là mình nói về Gam đi ha. Gam thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một số con tướng mà các đội có thể gọi là tập trung thì vẫn được. Có vẫn mỗi vị trí của Gam vẫn có một số con tướng mà gọi là đánh tốt nhất và đánh vượt trội hơn vẫn được. Nhưng mà nó không, mình cảm giác là Gam cái độ tính nó vẫn sẽ cao hơn một chút xíu. Ví dụ như Kia'Zha thì có con Na với lại con cá sấu với lại con Malphite, và thậm chí là đánh On cũng được. Đó thì lượng tướng cần phải hạn chế nó nhiều. Levi bây giờ thật ra không có con tướng nào cả. Gọi là mùa trước thì Levi hay bị vô con rồng á. Cứ mà hàng địa đánh AD là sẽ biết là Levi chuẩn bị đánh con rồng, con Ragat, mấy con AB cho hàng địa đánh AD. Nhưng mà mùa này thì Levi đánh được Udyr, đánh được Lilia, đánh được Hecarim, được Olaf, nói chung là đánh được nhiều, khá là nhiều. Mid thì KT là thằng bởi tướng rộng, đánh gì cũng được, nó không có một con tướng tủ nào cụ thể cả. Thằng Style ở vào thời điểm hiện tại cũng AD thì thật ra bây giờ cũng không có ai gọi là một con tướng tủ nào dễ bị bắt bài, tại AD cái meta nó thường đi theo chung với nhau. Rồi thằng BE thì mấy con tướng kéo, mấy con tướng mở. Ừ, nói chung là mình cảm giác là cái
cái bộ tướng của GAM nó ổn hơn so với lại bên phía của FBTC vào thời điểm này. Hiện tại là như vậy, hiện tại mình cảm giác là như vậy. Mình không biết là FBTC có chuẩn bị nhiều bài hoặc là meta có thay đổi nhiều trong giai đoạn sắp tới hay không. Nhưng mà cái bộ tướng hiện tại của FBTC có thể bị khoanh vùng lại theo kiểu như vậy á. Cảm giác của mình là như vậy. Rồi tiếp. ATP, phải ATP. Có mắt không, có mắt không? Nè, sắp nó nè, sắp nó nè. À, để nó nhào luôn, để nó nhào luôn. Thằng Lộc có lẽ lướt không qua tường đúng không? Nhìn mấy con lướt lướt của không? Bắt eo rồi, bắt eo rồi, bắt eo rồi. Phải ATP, phải ATP. Có mắt không, có mắt không? Nè, sắp nó nè, sắp nó nè. À, để nó nhào luôn, để nó... Đúng không? Phải ATP, phải ATP. Có mắt không, có mắt không? Nè, sắp nó nè, sắp nó nè. À, để nó nhào luôn, để sao mình bị giống này? Ui, Mai Dương. Mai Dương ơi, anh nghĩ là em nên chôn con cá sấu đi. Con cá sấu là một con gọi là hung thần đường trên, nó là một vị thần của Surima, lấy hình tượng từ những vị thần cổ đại Ai Cập. Một mảnh tướng ở khu vực đường trên mà rơi vào tay Mai Dương 2K mùa này thấy nó sao ta, biết nó làm sao, nó giống như những cái vật dụng để đựng đồ của những người yêu thích thời trang nhiều hơn. Chôn nha, để nó nhào luôn, để sống à, để sống à, không sao không sao không sao. Anh em ơi, hàng em ơi dưới luôn, anh chờ anh em ơi, thôi mình cover cho hai năm đắt nha anh em. Ờ, ok đội hình cơ bản của mình là không có đi lẻ nha anh em, đứng cạnh đây. Quay xuống ăn boss sao bay, quay xuống ăn boss sao bay. Quay xuống ăn sao bay, quay xuống. Không hồ ai canh vào được á. Không biết mọi người có để ý không? Thằng Celeb khi mà bắt đầu giai đoạn lay game mà nó call á, tức là nó bị một cái là nó không có nói luôn là bây giờ mình đi xuống boss mình đánh nha. Mình di chuyển xuống boss mình đánh lên kiểu vậy. Mà nó hay nói ở dạng câu hỏi. Kiểu như là đi xuống boss sao bay, giờ mình ăn rồng sao bay, giờ đi ra giữa sao bay, tele đánh sao bay, kiểu vậy. Thì Celeb nó bị cái đó, nó không nói, bây giờ nó không nói một cách quyết đoán, bây giờ mình đi xuống boss mình đánh lên mà nó xuống boss sao bay, xuống boss sao bay. Mình cái này mình để ý nó từ hồi đi chung với Loki, đi đánh chung cái thế giới á, nghe nhiều. Ok. Ai đang, Rồi, nó vô anh em mình gây đam thôi nha. Anh em mà vô thì anh em mình gây đam thôi. Anh em chết rồi, lên luôn, Ok, mày lát cửa, mày tắt nha. Ok. Mít luôn. Có bao lo nha. Có bao lo nha. Đây, slide để cao 3D đó nha, slide. Nè, anh em ơi, Grand nó đam to lắm, mà anh không lát nè, đừng có lên lỗi. Grand không lát, đọc bắt cái là nó mất máu à. Chỉ còn đồng hồ á. Ủa, ơi, nó cứ mẹ này mà. Không bỡ à. Nhất đăng lên em ơi. Sao quá cả, sao quá. Xe là phim không có đồng. Chọn cơ gắt được, chọn cơ gắt được, cứ chơi đi. Xe là phim không rời anh em, chơi rồi nha, dễ đánh được nha. Cái pha này là nó kiểu như là team không hiểu được, hoặc là thằng Lộc nó ý là phối hợp với Giao Hoàng Lộc nó quay lại nó chơi mà team không có canh được á. Mà nó không có nói trước được. Này phải hiểu dữ lắm. Đúng Hoàng Lộc nó tốc biến ra nó quay lại nó chơi. Nếu mà đứng lại đánh chung thì nhiều. Là ngon rồi. Đúng rồi, Su Hào không có tốc biến. Bắn mấy cái chết được. Được. Chờ có luôn nửa máu rồi, còn đồng hồ. Còn đồng hồ để pha sau xài. Tết không hỏa, tết còn đồng hồ á, hồi hai đây. Tết lát. Rồi ra gái còn lát, rồi ra gái hết lát luôn, rồi ra gái hết lát. Pha này là thằng Di Vinh, thằng Đăng đó, nó bị lắc, nó vô nó tết đam. Qua Kim Đăng á, Kim Đăng á nha. Đây đồ luôn rồi. Chạy đi. Gỡ bé hết máu nha. Không dám lên đâu. Gỡ bé gần chết nè, nè em ơi. Chơi được á. Chấp nó không rờ. Để cái đáp được nha. Đáp được. Vô luôn này. 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 V
Xin lỗi mọi người, cho mình chữ thề cái má L nào la vậy. Lọc đúng không? Các bạn có để ý không? Khoảng lọc không? Cái này mà thi đấu với GG là bị biên bản. Cái này mà thi đấu với Stadium là trọng tài sẽ cho ăn một cái biên bản. Nha, một cái biên bản. Mình không biết là bữa đó trọng tài bên bên Gaming House của FBDC có. Các bạn biết biên, các bạn biết biên bản vì tội gì không? Mình nói mình giải thích như thế này, mình giải thích như thế này. Cái việc mà thi đấu thi thoảng khi mà cảm xúc lên cao. Khi mà cảm xúc lên cao thì game thủ gọi là không kiềm chế được và có dùng những cái ngôn ngữ nó hơi mạnh mẽ như vừa rồi là điều hoàn toàn bình thường. Là điều hoàn toàn bình thường nha. Cái việc này là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cái biên bản đó là dành cho cái tội sủi dơ. Mày đánh cá sấu có nhiều tác dụng, mày đánh cá sấu không lướt không qua tường, không đè được khu vực đường trên để áp đảo cho đồng đội snowball. Rồi để cho thằng mid, thằng AD gánh, gọi là gánh lòi, gánh lòi, 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 lòi bản họng ra luôn. Xong cuối cùng giao tranh để làm hết thắng, sủa, sủa dơ. Phải không? Lòi. Anh em ơi. Tao cảm giác cái nói này mất công lại về SBDC hay là anh em fan VCS lại nói mình là đánh giá sai bộ môn độc đội Liên Minh Huyền Thoại này, chứ mình đang muốn nói là kiểu như địa một eSports không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó thì chuyển từ cái màu áo này sang màu áo khác. Sau mùa giải trước là chúng ta có địa một eSports là áo vàng đen hả, thì chỉ giờ địa một eSports hay mặc áo màu đen hồng đúng không? Nó đánh mà nó côn từng hạt. Nó đánh cảm giác con mình nó côn nữa, nó làm nó côn từ macro luôn tới micro luôn, mà đặc biệt là côn micro, côn nếu vai giao tranh thì nó côn luôn. Lại có lại đây thằng cậu anh quỳ á, chưa chạy đâu thấy à, thằng nhầm nó còn lát, nó còn lát kề nhá, nó bắt luôn rồi. Cái gì thằng này? Hai đồng ơi. Không mát đây nè. Qua nè. Đến gần đó. Biết lắm, biết lắm. Sủa dơ nè. Có nội. Cái sáu bước này. Cái cắn nó sáu rồi anh em ơi. Sáu bước ai rồi. Qua nào. Biết không lát. Đây nè, biết nè. Có sáu tôi nè. Chưa đốt rồi. Biết hết máu. Biết ở đây à. Lát cái nè. Hai thằng lát. Lên mít không lát, mít không lát luôn. Tới luôn, tiếng thằng mẹ là mày nào. Mày sao nó bị còn lát nha. Mày kêu không? 16, 16.
chưa lấy độc mà, lấy độc mà. Lấy chủ bot nha. Đây 5 GTP dài luôn, 5 GTP dài luôn, 5 GTP dài luôn. Luôn. Biết rồi không lá nha, biết rồi không lá nha. Giờ đi hết rồi, nó không còn chi gì đâu. Ăn mừng không hề sững chân của SBDC Esports.